Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm Công nghệ hỗ trợ Việt Nam 2016, Việt Nam Manufacturing Expo 2016 VME. Có hơn 200 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia trên thế giới tham gia và trình diễn các loại máy móc, công cụ, công nghệ và kỹ thuật cho ngành công nghiệp hỗ trợ. Triển lãm Việt Nam Manufacturing Expo VME 2016 hướng đến việc hình thành một trung tâm giao dịch cho lãnh đạo các nhà máy sản xuất phụ tùng công nghiệp, các kỹ sư, quản lý sản xuất và các nhà công nghiệp tìm kiếm giải pháp phụ tùng, nhà cung cấp và kiến thức mới để bắt kịp những thách thức và xu hướng trong tương lai mà Cộng đồng Kinh tế ASEAN, AEC sẽ mang lại. Tại triển lãm, những nhà công nghiệp Việt Nam đã thu nhập được nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức mới, còn các nhà đầu tư nước ngoài có thêm sự tin tưởng vào nền sản xuất Việt Nam thông qua việc gặp gỡ các nhà cung cấp có chất lượng ngay tại sự kiện.